Ờ đấy, quên lấy cân cho anh Mão rồi đấy. Không có gì để cân ông Khoai. Chào các bác nha. Hôm nay anh em chúng tôi lại lên đường tìm ông Khoái. Đây tôi đang trốn nhà ông anh. Anh tôi với anh em chúng tôi mới lên đường. Tôi vẫn cố tình cầm theo cái thùng với lại cái áo để tí vào trong kia, nếu mà nhỡ gặp ông bảo vệ thì xôi luôn các bạn. Mạnh sao lấy xe kia đi. Mạnh Mốc xuất hiện rồi, Mạnh xuất hiện với chiếc xe huyền thoại. Thật sự với các bác là nhìn nó cùi bóp như thế thôi nhưng mà kiếm lại cho rơi cả ác quỷ là các bác biết đấy. Rơi cả cốp ra. Có lẽ dòng nước này đã tạt quá mạnh vào chiếc xe mỏng manh yếu ớt của bạn ấy. Chiếc xe thì các bác cũng thấy là xe đi rừng anh em tôi thì nó tùy vào từng người. Mạnh thì Mạnh có hai cái nữa, Mạnh chăm sóc cái kia là nó không ấy. Rất nhanh, rất nhanh. Ây à, kéo được đấy. May quá. Quả chắn bùn, các bác nhìn thấy quả chắn bùn của bạn ấy nhìn a không? Chắn bùn được cắt từ lốp xe, tận dụng. Đường vào khe thì các bác biết đấy, ở đây là cái đoạn cuối của khe nên là cái phù sa nó chảy ra rất là nhiều. Nên là nó bị lún. Cho nên là bạn ga đến thế nào thì các bác cũng không thể đi nhanh được. Nó còn cả cát nữa. Ôi, té hết nước rồi. Hai em chúng tôi sẽ đi theo cái khe này, theo hướng của những cái tổ ong mà nó bay vào. Thì anh Mão là anh ấy đã là người nhìn thấy những cái tổ ong nó lấy hoa xung quanh khu vực này khá là nhiều. Nên là cái thời tiết này nó đẹp. Thật sự với các bác là cái thời tiết này vừa đẹp cả mật luôn. Đẹp lại, đẹp luôn cả cái khí hậu để cho cái con ong nó kiểu mùa này nó khô hanh ấy. Nên là ong nó xuống lấy nước sẽ là khá là nhiều. Và đặc biệt cái thời điểm 9 giờ này cũng là cái thời điểm vàng để cho chúng ta nhìn những cái con ong nó lấy hoa keo ở trong đây. Đấy, đi bên này rơi bên kia. Rất là khó chịu. Xoay liên tục. Cái con xe mà Mạnh đang sử dụng đấy là một con Maserati. À Maserati chứ. À, con Maserati của Mạnh. Con này bạn ấy đã sử dụng được khoảng tầm 2 năm rồi đấy. 2 năm đánh ong chinh chiến rồi. Đi không thương tiếc. Trước đây anh em chúng tôi thì là nghề ong thôi, đến mua ong thôi. Nhưng mà Mạnh thì khi mà đến hết ong ấy thì bạn ấy lại lắp đeo hàng và bạn ấy chở gỗ bằng những cái con đường như thế này luôn các bạn. Tận dụng mọi thứ. Chỉ một xíu nữa thôi. Đi theo bờ sông này thì một xíu nữa. Có con gì đấy? Ong đất à? Có một con ong bạc chán các bác. Đây đây đây, ong treo rồi, ong treo rồi. Nhìn điệu bay ong treo. Có nghĩa là cái con ong bạc chán này không phải con ở đất các bác nghe, nó có hai loại. Tất cả đều giống nhau nhưng mà cái cách bay đến cái cách bay với cái hình thức hoạt động của nó khác nhau. Hôm nào mình sẽ đánh cho anh em một cái tổ bạc chán treo để cho anh em rơi rồi. Rơi chân rồi. Và rời luôn cái chân đùng vũng bùn này. Bửng hết rồi thì nó rửa qua cái đi. Nó đi chân đất.
siêu siêu thợ ong. May mà đường này không có đàn trâu nào đấy. Có đàn trâu nào thì xong luôn. Anh em chúng tôi xuống đến dưới ngã ba. Anh em chúng ta tách ra cái khe nước thì nó xuôi thành hai phía các bạn. Thì anh em tôi chọn phía bên phải là cái phía hướng cái đầu tiên để đến với những cái tổ ong tìm hoa. Ở đây thì anh Mão đi trước dẫn đường bởi vì tôi cũng chưa vào cái khe này bao giờ. Wow. Nhìn ở bề ngoài thì các bác đấy là một cái lóng thẳng. Ở lóng thẳng này chúng ta sẽ tìm bất kỳ các loại ong thì đều dễ. Nếu nó bay cùng, nếu nó ở trong khe. Còn nếu mà nó vượt sang hướng khác thì có thể là sẽ khó hơn. Bởi vì cái đồi này rất là rộng. Nhìn vào mặt đồi đã thấy sợ rồi. Kiểm tra mấy cái lá chuối này các bạn. Thế nào? Chúng ta cần phải kiểm tra. Anh Mạng đi trước rồi. Mình cần kiểm tra mấy cái lá chuối này. Thì cũng trong cái tìm ong mật thì cũng giới thiệu với các bác về cái điểm vàng rồi đấy. Đây là cái cây chuối rừng nhé các bác nhé. Cây chuối rừng lá nó rất là giòn, dẻo. Và đây, đây rồi. Đây, anh em. Đây chính là dấu hiệu của ong khoái. Chúng ta thấy đây nữa. Cái này là lấy ăn hoa keo rồi, màu vàng nhạt. Và để đoán biết được cái tổ này ở lâu hay không và chưa lâu hay không có mật thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái điểm vàng mà nó nhả ra này. Cái mà nó tức nghĩa con ong nó đi vệ sinh ra ấy. Thì cái điểm này là cái điểm cũ cách đây khoảng tầm độ 3 đến 4 ngày. Còn những cái điểm cũ hơn mờ nhạt ở đây nữa, chính tổ cái tổ ong này ở đã tầm chục ngày rồi. Chục ngày hoặc hơn chục ngày rồi. Đây chính là dấu hiệu tốt nhất để cho chúng ta có thể đoán biết được tổ ong có mật và nên tìm hay không nên tìm. Nhiều lúc thì nó cũng chỉ là một cái kinh nghiệm riêng thôi. Nên là nhiều anh em cao thủ hơn thì mình cũng không. Ô, Mạnh với được đôi dép ngon đấy nhở? À dép của bạn à? Để bỏ từ hôm trước phải không? Hôm trước thì Mạnh có vào đây tìm ong bò vẽ quên cả dép. Mà có ai lấy đâu các bác? Có ai đi đến đây đâu mà được lấy. Rất ít người đi qua đây. Những cái con đường này là những cái con đường mà chỉ để khai thác gỗ thôi. Ngoài anh em chúng tôi thì có người đi chăn trâu nữa. Cho nên là an ninh ở những cái khu vực này rất tốt. Chúng ta bỏ ong thì mới lo thôi chứ còn xe máy thì thoải mái để. Không biết anh Mão đang nhìn thấy cái gì rồi. Ở đây có một tổ đấy anh ạ. Không có con nào. Tôi đang đi đến nơi cần đến rồi. Xa lắm. Ờ tổ này anh. À. Con gì anh? Thấy xuống rồi. Phải không? Đây các bác, buổi sáng sớm thì ong nó hay lấy nước ở dưới lá mon. Nhưng mà đến chiều thì nó mới chưa nắng ấy. Nó tùy từng tổ nhá, có tổ chiều tối nó mới lấy cơ. Ở cái bãi mon này thì nó hứng cái nước xương nên là ong lấy rất lấy nước xương cho nên là nhiều tổ họ không thể tìm thấy là bởi vì chỉ có buổi sáng sớm nó mới lấy hoặc là buổi chiều tối nó mới lấy. Cái mùa này, mùa tháng 8 này thì tìm ong khoái thì rất khó. Sợ nó có mấy bãi chứ. Tôi nghe anh Mão kể là trên cái bãi keo này nó về lấy rất là nhiều hoa keo. Hoa keo này thì các bác cũng biết là cái hoa keo thì cái màu mật nó sẽ màu nâu chứ không phải là màu vàng. Màu vàng mùa tháng 5 là nhiều chúng ta sẽ có màu vàng, nhưng mà mùa này là mùa hoa của hoa keo
Hoa keo sẽ là cái hoa chủ đạo, 80% ở đây là hoa keo. Khu vực nào có nhiều hoa keo thì khu vực đấy sẽ rất nhiều ong bướm vẽ và ong khoái. Mọi lần anh có thấy nó xuống bãi mon này bao giờ? Thế không ai đánh ở trong này à? Thế ở trong này còn tổ bảo vệ nào không? Mình có thể đón ở trên đỉnh. Cái này còn rộng lắm. Đây để em đón. Các bác ơi, thấy rồi. Nó lấy nước đây, bãi mòn rồi. Mão với Mạnh lại vừa phát hiện ra. Cái thời tiết buổi trưa này, thế là anh em chúng ta sẽ bỏ qua cái công đoạn là phải tìm hoa rồi. Ui ruộng thụt thế. Nó lấy trong ấy anh. Bây giờ chủ yếu quan trọng là chúng ta phải sử dụng ống nhòm thôi. Mình đã chuẩn bị từ nhà rồi, lau sạch sẽ. Ai à, tổ này lấy hiểm nhờ. À, lên. Lại về tiếp. Về đấy. Ôi, đi à, đi một con nhỉ. Đấy, con này ra ngoài. Ra đấy. Đây à, em thấy rồi. Ôi, nó vào mặt trời nên là nó vàng khớm hết ra. Đây, cắm trên đỉnh này. Trên đỉnh rồi các bác ơi. Lên. Hả? Bạn nhờ mà. Anh em chúng tôi rút rất là nhanh cái chương trình này. Chỉ thấy một con thôi các bạn. Chỉ cần một con duy nhất thôi. Anh em chúng tôi đã có hiện đoán ra được nó đâu ở bãi keo này. Và đây, nhân vật chính trèo của chúng ta đây. Mạnh sẽ trèo bãi keo năm thứ 7 à? Thứ 6 à? Bãi keo năm thứ 6, trung bình mỗi cây khoảng tầm độ 15m. Đấy, khi mà phát hiện ra nó thì các bạn thì dạy rất dễ dàng thôi. Quan trọng bây giờ là chúng ta xem cái tổ ong có nhiều mật hay không. Áo bảo hộ không? À, mất đây anh ạ. Vâng. Đây là cái mi lông mà mình đã mua sẵn ở cái quán tạp hóa ngay gần nhà. 3 cái mi lông liền anh Mão ơi. 3 tấm hôm nay, nếu mà đánh hết 3 tấm này thì cũng ổn rồi. Không sợ anh ạ, tổ ngoài là tổ khác rồi. Nó không bao giờ lấy nước như thế này đâu. Đúng rồi. Rồi cái áo thì chắc cũng để đây trải lên. Mình bỏ lại cái áo bảo hộ ở đây. Máy đánh xe anh mất rồi. Rồi, đúng xe đâu mà. Còn mũi bóng. Đấy, hôm qua về muộn các bạn, cái quả bóng thì để trong cái thùng xốp. Nhưng bây giờ mà mang về ăn. Thế mà giờ này nó mang nó đi theo rồi. Quên mang ra. Mày hơi muộn một tí. Đi. Anh Mão để nghe thân thuộc cái con đường này à? Vừa chỉ mới bị lạc mấy lần thôi. Bãi keo năm thứ 8. Vẫn đợt trèo này là của Mạnh. Hôm nay Mạnh trèo hết tất cả các cây. Ở trong lên này. Mạnh nhận rồi. Có công việc nhòm vào lấy hoa. Nhòm vào đón thế là của tôi. Bẵng hẳn một cái thời gian dài đấy các bạn. Phải đến 2-3 ngày trước đây tôi mới đánh ong khoái trở lại. Bởi vì thật sự là đã đánh vào ong bảo vệ thì nó rất là hàm mê. Cảm giác nó mạnh hơn.
nhiều đấy. Cao đấy anh ạ, cao hơn cái tròm này, khả năng còn đua về bên kia đấy. À bởi vì cái đồi này khá cao mà nhỉ. Cây lại còn to nữa. Hy vọng là sẽ có rất nhiều mật. Ôi cái bãi keo này nó bị gió tạt các bạn, rất là đẹp luôn. Toàn cảnh cong luôn này. Mong là nó vào cái cành thật to. Giờ thì anh em chúng tôi bắt đầu tách nhau ra rồi. Anh Mão đi phía bên tay phải của tôi, tôi sang tay trái để đảm bảo là không phải lòng vòng nhiều. Tôi đi bên kia rộng quá các bạn, là phải thôi nối theo lưng bạn Mạnh lên theo. Nó lên còn cao phết đấy, em chưa thấy cái hướng nó xuống đâu. Nếu mà ở ngay đây thì cũng phải lên một đoạn nữa. Sợ nhất là cái cây keo này chúng ta với cái ánh sáng mặt trời này rất khó nhìn. Tổ này có khả năng còn ra đấy vì chẳng có ai vào đây bao giờ cả. Không nhận không? Không ai thèm đánh. Mấy hôm nay anh em chúng tôi cũng nghỉ rất là lâu rồi. Tập trung ong ngậm nhiều quá. Anh Mão sức khỏe phi thường, khác đi tận đâu rồi. Ôi cái bãi này đẹp thế. Ui, càng lên trên này kìa. Đây rồi anh. Thấy rồi các bác ơi. Khi mà đến anh em chúng tôi chạm gần đến cái sườn đồi nó càng nhỏ lại. Anh Mão đã thấy đầu tiên. Đúng là sức khỏe với lại khả năng đi rừng của anh ấy thì anh em chúng tôi còn phải thua một phần. Ôi trời ơi cái tổ ong khoái các bác. Trời, tổ thế mà nó thấp nhờ. Có bầu không anh? Thôi được rồi để em trèo. Cái gì? Tranh nhau trèo rồi các bác. Tao trèo chứ. Giờ này tranh nhau trèo. Không, tao trèo. Không được. Đúng rồi. Ui rồi. Tổ này đẹp thế. Thật. Quá đẹp luôn các bác ơi, ngay trên đầu này mà to chứ. 5 cân đấy nhỉ? 5 6 cân đấy các bạn. Mạnh đang đòi trèo rồi. Tôi cũng rất muốn trèo nữa. Có bầu, tuy nhiên là có bầu này cũng không được cũng chưa được gọi là vảnh lắm, to lắm các bạn. Nó chỉ là trọng lượng 2-3 cân thôi. Và ngay trên tế tổ á. Có bạn ơi. Lấy về. Rất thấp. Rất thấp luôn các bạn. Rất may mắn hôm qua nhận được từ đầu. Ông Mạnh nhận từ đầu được cái tổ thấp các bạn. Nhưng mà tôi cũng vẫn phải lên theo sau. Tôi sẽ lên quay trực cho anh em mà xem, tái hiện lại nó ngay gần cho anh em, để anh em thấy thực tế là cái con ong khoái nó như thế nào. Mặc dù trong những cái clip trước thì mình làm nhiều lúc thì nó chưa được chu cho lắm. Hướng tổ ra cái hướng tổ này đúng là cửa hai luôn, cái chỗ này cái địa bàn này là đúng chính xác của tổ này. Mạnh hơn tôi mà.
Lửa lên rồi các bạn ơi. Nhưng vẫn chưa trúng tổ ong. Vâng, chúng ta vẫn có thế cao hơn. Đây rồi, ong đang ra rồi. Ui sổi ôi, vừa đẹp này. Ui sổi, ong rơi xuống cả đầu anh Mão ơi. Cho lửa bé thôi. Mạnh lên. Mình nhận được cái tổ thấp thơm quá. Bạn lên nữa đi. Bạn lên hẳn trên đi. Mình đang có mặt tại trên tổ ong các bạn. Thì đợt này thì Mạnh cắt. Bên túi bóng của Mạnh mang gạt cái đầu bên kia. Còn đây các bác thấy là cái tổ đang cơi nới rất nhiều. Anh em chúng tôi thì chỉ lấy một cái bầu thôi. Còn nhộng thì đang để lại cho nó, bởi vì cái tổ này các bác thấy này, nếu mà khai thác nhộng thì cũng được rồi. Bởi vì các anh em thấy này, có sâu ở ngay gần cái tổ này rồi. Sâu đang phá tổ. Hỏng ấy. Ê, cho em tí khói đi anh ơi. Má dịch túi bóng. Dịch túi bóng xong. Wow, cũng phải có 4-5 cân đấy nhở. Tổ ong chúng ta lớn và đã áp tổ các bạn, áp tổ dần vào bên này rồi. Ai à? Má cho khói anh, má cho em à? Mạnh đang cắt bầu. Xôi bên em dưới em này. Em cũng à? Bị rồi anh ạ. Xôi em à? Thế được không? Tôi đang phải giấu mặt, tôi đang bị rồi. Mạnh cũng bị rồi. Xôi người rồi. Thiếu khói, đâm ra là chúng tôi bị thiếu khói các bạn. Đây, những cái lỗ tổ, những cái vành nó đã đẻ ra rất là nhiều. Tổ này bắt buộc phải lấy. Đẻ ra nhiều. Tổ này quá già rồi. Việc sinh sản ở đây nó đã là lứa thứ ba, lứa thứ ba lại lứa thứ tư rồi. Đây những cái con ong đang cố gắng. Bạn ấy quét đi, những con ong đang cố gắng là hút lấy cái số mật còn lại. Nó chỉ hút được những cái mật mà nó chưa bịt thôi. Thật ra thì cái mùa này thì chúng ta không phải lo lắng lắm, bởi vì ong mùa này rất là nhiều mật. Khi mà di chuyển đi khoảng mấy hôm thì ong đã có mật rồi. Bạn ấy cắt nữa đi. Ừ, cắt bầu đi, cắt lấy đi. Đấy, dưới này tàn mật rồi. Đâu? Đây, cắt, mà. Cắt vào nhộng mà. Cắt vào nhộng rồi sao ấy? Cần nhộng đâu, không có nhộng tí nào đâu. Đúng không? Hết mà. Tôi đang kiểm tra. Đây. Ừ, cắt lên sâu tí nữa đi. Đây là mật mà. Từ đây lên là mật hết rồi đấy. Rồi, ok. Có ít thôi các bạn. Mật nhưng mà nói mật thôi. Cắt chéo luôn bạn ơi. Chéo chỗ này đấy, ừ, chéo đấy đi, chỗ đấy. Đây, mật bối nửa nữa. Rồi, thế thôi nhé. Rồi. Chúng ta cùng xem cái độ... đúng rồi, đẹp quá. Dày với tổ ong. Bên này thì xem nào, bên này Mạnh đang tính mật cũng rất đẹp, bên này bịt hết rồi. Bên này cũng bịt phải không? Vâng, bịt hết rồi, đẹp lắm. Hai anh em tôi đang ở trên cái cây, nó cũng khá là trồng chành. Bên dưới thì anh Mão đang chỉ đạo cái đống lửa. Công việc của anh Mão là hưu. Gió hưu hưu, đẩy lên bên trên. Có con ong màu không? Mạnh cho hết, bạn ơi không rạch à? Rạch gì? Rạch cái bầu bên kia chưa? Rạch, rạch bẻ. Rạch bẻ cho nó đẹp gì? Rạch bẻ lấy cả cục chứ. Lấy cả cục gì? Ừ. Bảo. Rạch sâu rồi bạn ạ. Mọi thứ được gói ghém đổ lại. Cái tổ ong nếu mà Mạnh cúi thì nó bằng một nửa người. Nó dài tầm khoảng 1m2 vậy. Tổ này dài tầm 1m2 thôi, nếu mà đến dưới chân này các bạn này. Đến tận dưới này cơ mà. Ok, một bên thôi nhỉ? Một bên thôi, xong rồi bẻ một phát là được mà. Bóng này đúng rồi. Hả? Bên đấy không cần, chỗ đấy thì bạn không cần bẻ, bạn bẻ cái bầu chắc chưa cắt sâu đâu phải không? Ôi chưa được, chưa sâu đâu bạn ơi. Chưa, thấy cái đầu bên này bị dập rồi. Chắc chắn là nó phải bị dập đầu bên kia một tí rồi. Không, thế thì bạn chưa cắt sâu rồi. Chưa sâu rồi, cắt cái này không sâu rồi, mật chảy ra hết rồi. Bên này còn nhiều lắm. Chưa rồi. Rời đâu bạn có cắt sâu đâu. Cỡ hết cỡ rồi mà. Mạnh đang kéo dài thời gian ra. Và cái thời gian khói của chúng tôi thì chúng tôi không còn nhiều thời gian đâu, bởi vì ong bắt đầu giữ và bay vào tổ lại rất là nhiều. Các bạn thấy đấy, tấn công vào đầu tôi liên tục. Sao lâu rồi nhỉ? Bạn làm cái trò gì đây? Không biết. Rơi rồi, vuốt một cái nữa đi. Vuốt theo cành. Nhiều đấy cả.
phui bầu khá là dày các bác. Này, có bầu này. Mật óng ánh theo cái chiều nắng. Vẫn có sót mật hay sao? Mật màu đỏ. Ong vào rồi. Tôi phải xuống dưới thôi. Ong vào khá là nhiều rồi, cho mạnh xuống sau. Đây các bạn này, cái cây nó cũng thấp rồi. Hết rồi. Ôi, đứt bẹ cái dây. Ôi chết rồi. Rơi. Lao lên đứt bẹ dây rồi. May quá, anh Mão còn kịp cầm. Rơi cùng mật đứt dây các bạn, đứt dây quai rất may. Ôi trời ơi. Phí chưa, không tí là tự nhiên xuống dưới lại ạ. Hỏi là tại sao không thấy mật ở đâu. Bạn làm hơi bị tệ đấy, có sao không anh? Không. Anh xem nào, anh em xem nào. Ồ, mật vẫn còn nguyên. Mày mày quá. Quên nữa, bị giống một cái dây lại. Thật. Em buộc từ bóng lồng hai lớp đi. Trừ tiền bây giờ như vậy. Anh em chúng tôi phải di quân, lưu quân xuống dưới các bạn. Em bắt đầu lấy ba lô của mình ra đó chơi đấy. Các bạn này, anh em chúng tôi đã tách hết phần hoàn và các thứ ra đây. Thấy có một cái con ong khoái ở cái tổ khác nhá. Xuất hiện ở đây. Đây, nó là những cái tổ khác quá nhá. Ở phần đây, đấy là cái cục phần hoàn, anh em tôi tách ra đây cái tổ khác này. Ngay gần đây đây. Nó đến đây, nó hút mật ở đây. Xong rồi chúng ta sẽ phải đợi một lúc nữa để nó kéo quân về. Nó lấy cái mật này. Thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục tìm cái tổ thứ hai này. Mấy ác lắm nhỉ con này.